Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 4 năm 2022, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp, nhiều những dòng hàng lan thuần đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời, giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì siêu bao gồm phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu đãi như vậy thì khi mà cô chú anh chị đặt lan bên cơ sở lan rừng em thì khoảng tầm chục cân chỉ khoảng tầm 70-80 nghìn, và 5 cân 6 cân thì khoảng tầm 50-60 nghìn thôi ạ. Thì cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi đặt lan bên cơ sở lan rừng em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hôm nay thì em về một cái lô bạch kiếm bạch ngọc hoa trắng cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan kiếm bạch ngọc hoa trắng thì hoa rất là đẹp luôn, cô chú anh chị cùng em ngắm và thưởng thức những bông mặt bông của dòng lan kiếm bạch ngọc hoa trắng. Có những cái bông kiếm bạch ngọc hoa trắng hoa rất là to, cực kỳ là thơm bền hoa. Có thể có những cái bông nó sẽ trắng tinh hết như vậy, cũng có những cái bông nó sẽ hơi ngà màu rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đó, dòng lan kiếm bạch ngọc hoa trắng nhé, hoa rất là to. Và sẽ nở hoa vào gần sát Tết. Em bán cái dòng lan kiếm bạch ngọc hoa trắng này với giá là 170.000 cho 1 kg. Bạch ngọc hoa trắng nhé, kiếm bạch ngọc đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hài dâu xanh. Dòng lan hài dâu xanh này là một trong những cái loại lan hài mà có hoa là những cái hoa của nó với những cái chùm dâu rất là dài, mang hình dáng chiếc hài và có những cái chiếc dâu rất là dài và độc đáo và đẹp luôn ạ. Cái dòng lan hài dâu xanh này này em bán với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Dòng lan hài dâu xanh 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu Bắc, mầm thì xanh mướt như vậy và cây bây giờ thì đang bắt đầu là chuẩn bị là cho nụ cho hoa thôi cô chú anh chị này. Đó, đang bắt đầu là chuẩn bị đang cho nụ và chuẩn bị cho hoa. Dòng ngọc thạch ba màu Bắc thì sẽ rất là chuẩn mặt bông luôn cô chú anh chị nhé. Có những cây đã chồi nụ ra rồi, có những cây thì nó chỉ đang sưng mắt nụ như vậy thôi này. Và ngọc thạch ba màu Bắc này thì em bán với giá là bao nhiêu ạ? 150.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương quế tím. Dòng giáng hương quế tím này cô chú anh chị mà sưu tầm lên một giò đặc biệt là hoa cực kỳ là thơm. Khi mà sổ hoa có những giò lan quế tím phải nói là đẹp một cách lộng lẫy luôn như vậy cô chú anh chị này. Rất là thơm nhá. Và cái dòng lan này thì em xin phép bán được bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Cái dòng chuỗi ngọc này thì hiện tại là nó đã nở hoa rồi nên là cây rụng lá, cô chú anh chị mua về làm hàng cây giống thì rất là lợi cân luôn cô chú anh chị ạ. Cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới. Cái dòng lan này thì hoa thì rất là rực rỡ. Và ngoài ra thì cái dòng lan này không chỉ hoa rực rỡ đẹp mà cái thân lá của nó cũng rất là đáng thưởng thức luôn. Em bán với giá chỉ có 170.000 thôi. Bên này đây sẽ là em tưởng là hết ý ngọc rồi, lô ý ngọc về thì phải nói là quá là đẹp mili luôn. Nụ thì siêu nụ chi chít như vậy, em bán ý ngọc với giá là 180.000 cho 1 kg. Dáng hương đuôi sắc, cây lá xếp tuyệt vời luôn này cô chú anh chị này, cây lá xếp tuyệt vời luôn. Hàng hiện tại đang nụ nhưng mà cây này thì nụ nó khá là dài rồi nên là nó sẽ vận chuyển đóng gói nó sẽ hỏng nụ nhiều nhá. Và cái dòng lan này thì em xin phép bán với giá chỉ có 120 cho 1 kg thôi. Đó, 120 thôi ạ. Sang bên này đây là cái dòng lan, bên này sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên của chú anh chị nhá. Sơn thủy tiên bây giờ hiện tại thì nó cũng vừa mới qua mùa hoa xong. Và cũng đang bắt đầu là lên những cái mầm chồi tơ mới cho một mùa hoa mới ạ. Và cô chú anh chị mà ghép một giò đến mùa hoa thì sẽ được thưởng thức những mùa hoa vàng rực rỡ tuyệt vời luôn. Bởi cô chú anh chị nhìn thấy là như một giả hành ở đây vừa rồi nó có thể cho đến 2 cần hoa rất là đẹp luôn như vậy. Đó, em bán cái dòng lan này với giá là 180 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây thì sẽ là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là dòng kiều hồng. Và cái lô kiều tím miền Trung này, kiều hồng này về thì hàng côn lùn ngắn nên là cô chú anh chị mua thì rất là lợi cân và được nhiều cây giống luôn. Khoảng tầm 30-35 cm đổ lại thôi cô chú anh chị ạ.
Và đặc biệt là khi mà cô chú anh chị lên giò dễ ghép cũng như là sẽ được giò lan tròn rất là đẹp. Em và hàng này thì hoàn toàn hiện tại chưa có hoa nên là về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn trong năm nay cái dòng kiều tím miền Trung hay là kiều hồng này nhá. Em bán với giá chỉ có 360 trong 1 kg đó. Hàng cây ngắn nên là cô chú anh chị mua sẽ rất là được nhiều cây giống ạ. Và cây thì cô chú anh chị thấy ạ, cây ngắn nhưng mà rất là khỏe, cây rất là đẹp như vậy. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc. Tầm bây giờ thì cây cũng đã vừa đang nở hoa xong nên là hoàng phi hạc mùa này thì cũng sẽ rụng lá cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị nhìn cái thân của nó rất là khỏe. Rất là khỏe như vậy và cây đang bắt đầu là lên mầm chồi tơ mới này. Nên là cái dòng hoàng phi hạc này là một trong những dòng lan dễ thuần dễ chăm. Đây là một trong những cái mặt bông của dòng lan hoàng phi hạc cô chú anh chị cùng em ngắm. Thế dòng hoàng phi hạc này có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau. Hoa cánh cân đối và đặc biệt là rất là sắc nét. Họng có thể đen hoặc là họng có thể vàng cô chú anh chị nhá. Để sắc hoa có thể vàng đậm hoặc là vàng nhạt cánh của nó ấy. Cái dòng hoàng phi hạc em bán với giá chỉ có 130 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lô đai châu rừng. Đai châu rừng bắc trụ. Cô chú anh chị thấy là cây bản lá to rất là đẹp như thế này, hàng lá xếp bản lá to rất là đẹp luôn. Và cái hàng này thì hiện tại cây đang bắt đầu là bắn những cái rễ non tơ mới này. Là cô chú anh chị về ghép đến đây ghép thì đến Tết mình sẽ có một cái giò đai châu nghinh xuân ngọc điểm rất là tuyệt vời để thưởng thức rồi. Và ghép lên là cô chú anh chị sẽ có ngay cái giò lan thuần một cách nhanh chóng nhất ạ. Và cái hàng này thì em bán với giá chỉ có 350 cho 1 kg. Hàng tuyển chọn cây không bị lỗi lá rất là đẹp như vậy nhá. 1 kg sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 9 cây trên 1 kg cô chú anh chị ạ. Hàng rất là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh. Cái dòng lan này thì như cô chú anh chị biết là cái vùng rừng Tây Ninh thì khi mà sổ lan những cái cây kiếm tiên vũ này có thể cho những cái mặt bông rất là đẹp luôn. Cái dòng lan kiếm tiên vũ này em bán với giá là 130 cho 1 kg nhé. Hạc vị Bắc hay còn là gọi là phi điệp hồng đẹp, mầm xanh mướt rất là đẹp như thế này này. Cái dòng lan này là dòng lan quốc dân, khi mà sổ hoa thì cô chú anh chị đến mùa hoa nếu như cô chú anh chị được những cái ghép được những giò thuần thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cái suối hoa hồng tuyệt vời luôn ạ. 190.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị có thể về ghép được 1-2 giò rất là to luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương tam bảo sắc của vùng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Giáng hương tam bảo sắc của vùng Tây Bắc thì thực sự mà nói là riêng dòng giáng hương tam bảo sắc của vùng Tây Bắc này thì cây giống là nhìn không hề đẹp, hàng cây rừng không hề đẹp, nhưng đảm bảo cô chú anh chị đây sẽ là cái dòng lan mà dễ trồng, dễ ghép, dễ thuần hơn bất cứ cái vùng miền tam bảo sắc nào. Đấy, đảm bảo cô chú anh chị là cùng là một cái cây tam bảo sắc như vậy nhưng cô chú anh chị nếu như lấy hàng Lào về nhìn rất là mướt, cái cây tam bảo sắc này về thì nhìn nó rất là kém, nhưng mà nếu như cô chú anh chị cùng ghép cô chú anh chị sẽ thấy rằng là chỉ sau một tuần thôi cái hàng tam bảo sắc vùng Tây Bắc này nhìn sẽ khác hẳn, còn cái hàng Lào ấy thì nó sẽ rất là dễ rụng lá. Đó là cái bản thân của em thấy trải nghiệm và em thấy như vậy cô chú anh chị nhé. Đấy, trải nghiệm và thấy như vậy đấy ạ. Em đã trồng và thấy là như vậy nên là em thì đa số khi mà vào vườn ấy thì em chủ yếu là trồng cái loại này thôi. Mà khi mà cái cây lan này nó mọc vươn lên ấy thì nhìn cái giò lan cong uốn cong lên theo hướng sáng nhìn rất là đẹp luôn. Và dáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc này em bán với giá là 170 cho 1 kg. Và cái hàng này thì nó cũng sẽ có lẫn cả những cái cây gãy ngọn, những cái cây có ngọn và có cả những cái cây gãy ngọn. Và riêng dòng này thì cô chú anh chị cứ yên tâm ạ, nó gãy ngọn thì nó sẽ mọc là ra cây con mới. Đây ví dụ như là cây này này, xếp rụt rất là đẹp, vừa rồi bị hỏng ngọn thì bây giờ nó đã mọc lên cái ngọn mới rất là nhanh chóng luôn thôi cô chú anh chị ạ. Đó. Thì nó trong lô nó sẽ có cả những cây gãy ngọn cô chú anh chị nhé. À bên này đây thì em có một cái lô hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, một trong 9 cái mặt bông đẹp nhất trong tất cả các dòng hoa lan nở hoa thời điểm Tết. Cây đang mầm xanh mướt như vậy cô chú anh chị này, cũng có những cây đang lên mầm. Một cái nhánh này là cái cây gì nhỉ, hoàng thảo môi tuông đang chuẩn bị đến mùa hoa. Và cái combo này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho lô này cô chú anh chị, về được một cái giò hoàng thảo u lồi quá là tuyệt vời để thưởng thức. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng này cô chú anh chị này. Chậu thì cực kỳ là nhiều giả hành luôn và hoa của nó sẽ là hoa vàng cái họng đỏ như vậy nhá. Cô chú anh chị cùng em nhìn một cái chậu vũ nữ hoa vàng như vậy ạ. Đấy, rất là nhiều mầm và cây cực kỳ là khỏe, dòng này sẽ cho hoa quanh năm, em bán chỉ có 80.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái bụi kiếm. Những cái bụi kiếm rất là to khủng, đều là những cây đã trưởng thành và rơi vào khoảng tầm 5-6 thân trở lên một cái bụi kiếm rất là to như vậy. Đấy, những cái bụi kiếm này đều trưởng thành và có khả năng cho hoa rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, cái bụi kiếm to đùng khổng lồ luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái bụi kiếm to như vậy em chỉ bán với giá có 130 thôi, dòng kiếm Thái hoa vàng cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Những bụi nào bụi đấy to đùng rất là nhiều thân cô chú anh chị ạ.
Sang bên này đây sẽ là dòng lan Trần Mộng Xuân. Trần Mộng Xuân thì cô chú anh chị biết rằng là hoa nở vào thời điểm Tết đúng không ạ? Và khi nói đến hoa Tết thì có lẽ là người ta không thể nào mà bỏ qua cái dòng lan Trần Mộng Xuân này được. Một trong những cái dòng lan mà hoa Tết đẹp tuyệt vời. Và cây bây giờ đang lên mầm rất là nhiều này cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị có thể trồng trồng và thử sưu tầm cái dòng lan Trần Mộng Xuân, một cái dòng lan rất là nổi tiếng này đấy ạ. Em bán với giá là 80.000 trong 1 kg. Bụi thì xanh mướt luôn cô chú anh chị. Bụi cây lá ngắn nhé. Kilo hàng này về cây lá ngắn và xanh mướt luôn, rất là đẹp. Sang bên này đây vẫn là những cái chậu vũ nữ cô chú anh chị ạ. Cây vũ nữ cô chú anh chị thấy là đây thì em có nhiều dòng vũ nữ cô chú anh chị nhé. Nhiều dòng vũ nữ như là đây là cái chậu vũ nữ Socola Baby. Hoa của vũ nữ Socola Baby thì cô chú anh chị thấy là hoa, cái phân nhánh cần hoa rất là cao. Chỉ cần một cái cần hoa này thở nở thôi thì cả cái khắp không gian của khu vườn cô chú anh chị đã thơm ngát rồi ạ. Vũ nữ Socola Baby này cô chú anh chị này, hoa phân nhánh cực kỳ là đẹp, nụ đỏ đậm cô chú anh chị nhé. Bên này là cái dòng lan vũ nữ mèo cam. Vũ nữ mèo cam ạ. Hoa cũng rất là độc đáo và đẹp, cũng rất là thơm nữa. Cây thì rất là khỏe và hiện tại thì hàng đang ngậm nụ này. Và vũ nữ nhện xanh. Đó, vũ nữ nhện xanh thì chậu cũng rất là nhiều giả hành. Đấy, cô chú anh chị thấy là chậu rất là nhiều giả hành, cây cực kỳ là khỏe. Hiện tại thì cũng đã có những cái cây nhú nụ ra rồi. Rồi ạ, đây ạ. Đấy, đang nhú nụ ra, có những cây đang nhú nụ ra, có những cây đang ngậm nụ ở ngách lá cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 130 nhá. Và cái hàng này thì nó sẽ nở hoa quanh năm. Và hôm nay thì em về một cái lô đen đỗ úc mắt đen. Cái dòng lan hoa cánh tím đậm và cái mắt đen cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hoa của nó thường là dòng đen đô này thì thường sẽ nở hoa vào đúng thời điểm Tết. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái mầm tơ mơn mởn của nó ạ. Cái giò lan rất là nhiều mầm đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Em bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Hàng vừa về quá ư là tuyệt vời như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò gà dẹt. Chậu gà dẹt này thì hiện tại em thấy là có những cái chậu thì nó đang bắt đầu là nhú nụ như thế này. Đó, cái lô gà dẹt này, mầm này, rất là nhiều mầm luôn. Em bán là 190 cho một chậu gà dẹt nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp. Những cái chậu phi điệp này là chậu phi điệp cánh viền. Cô chú anh chị chơi lan lâu thì chắc hẳn sẽ biết được cái mặt bông của dòng phi điệp cánh viền này. Một cái mặt bông mà đi dự triển lãm được giải rất là cao trong triển lãm về hoa lan cô chú anh chị ạ. Hàng này thì hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết và nên là cái hiện tại chú anh chị có thể thấy là mầm nó rất là cao như vậy rồi. Và một cái chậu phi điệp cánh viền như vậy thì em xin phép được bán, hàng này là hàng ươm ki của chú anh chị nhé. Xin phép được bán là chậu từ rơi từ khoảng tầm 3 thân trở lên nhé. Nếu mà thân to nó sẽ có 3 thân, mà thân nhỏ thì nó sẽ nhiều thân hơn. Em bán với giá là chỉ có 160 cho một chậu thôi. 160 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Hawaii trắng xưa. Cái dòng lan mà trước đây nổi đình nổi đám với cái hoa thơm và hoa sai với những chùm hoa trắng nuột nà cực kỳ là thơm đẹp. Và một cái giò giả hạc Hawaii trắng xưa như vậy sẽ rơi vào khoảng tầm 4 thân trở lên nhé. Em bán chỉ có 150 cho một chậu thôi. Trước đây là người ta bán theo thân cực kỳ là đắt đỏ. Mấy giá trị của nó thì hoa cũng đẹp mà sai. Và cái thứ hai nữa là hoa của nó rất là thơm của chú anh chị ạ. Lại nở đúng hoa vào thời điểm Tết. Bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Những chậu kiều vuông cánh trắng em bán là 180.000 cho một chậu và cũng rất là nhiều thân như vậy. Đây thì cũng có khá nhiều thân không có lá, nhưng những thân không có lá này vẫn cho hoa bình thường nhé. Sang bên này sẽ là những cái chậu giả hạc Ono của chú anh chị ạ. Giả hạc Ono ngay từ cái ngọn của nó thôi cũng đã tím lịm rồi ạ. Hàng thì rất là nhiều mầm chi chít như thế này, cây được cực kỳ là khỏe, chỉ có 90.000 cho một chậu giả hạc Ono nhé. Ở đây ạ, em còn có duy nhất một cái chậu phi điệp tím rất là đẹp ở đây này cô chú anh chị này. Cũng đang, cây cũng đang lên mầm ở đây nhỉ. Cây cũng đang có những cái mầm lên ở đây này. Có những cái mầm nó sẽ lên chậm hơn. Và chậu này thì hiện tại cũng đang có 3 thân nụ như vậy này. Và em bán chậu này với giá chỉ có 160 nhá. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm sưu đỏ. Dòng trầm sưu đỏ. Em còn có một chậu 2 thân, 2 mầm gốc rất là mập khỏe này. Và một chậu là 1 thân và 1 mầm gốc nhá. Nụ thì đang có nụ như vậy. Chậu 1 thân này em bán với giá là 90.000 và chậu 2 thân này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho chậu 2 thân này. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông tuyệt vời của dòng trầm sưu đỏ. Cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa nhé. Đấy, chậu 2 thân thì nụ còn khá là nhỏ này. Mới bắt đầu là nhú nụ thôi.
Còn như nụ chậu bên này thì thân rất là nù mà nó nụ nó lớn hơn. Đấy thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một giò hoa tuyệt vời cũng như là một cây giống nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng trầm trắng này cô chú anh chị này. Hàng này thì chuẩn mặt đông và nó là hàng cấy mô từ rừng ấy cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị thấy là cái dòng này cái mặt hoa của nó là rất là giống với cả dòng trầm đột biến, dòng trầm rừng đột biến nhá. Đây này. Cô chú anh chị thấy này, hoa của nó rất là đẹp như thế này. Chuẩn không khác gì cái dòng trầm rừng cả, bởi vì ở đây là cái hàng mà người ta cấy mô từ cái cây trầm đột biến của rừng ấy. Thì một cái bảng như vậy, một bảng như vậy sẽ có từ hai thân trở lên và hàng đang có nụ hoặc là hàng đang có hoa để cô chú anh chị có thể có một cây giống trầm đẹp đáng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Và em chỉ bán có 130 cho một cái chậu trầm như vậy, như một bảng trầm siêu đỏ, bảng trầm trắng như vậy nhá, hàng chuẩn mặt đông cây giống hết cho cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hài, những cái bông lan hài. Đây là cái dòng lan hài Leco Chilium cô chú anh chị nhá. Leco Chilium, bông hoa của nó rất là to, rất là vĩ đại luôn cô chú anh chị này. Cực kỳ là vĩ đại luôn, bông hoa rất là to mà có mùi hương thơm dịu, độ bền của nó khoảng tầm 2-3 tháng nhé. Một chậu Leco Chilium như vậy, một chậu Leco Chilium như vậy em xin phép được bán với giá là 200.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài Vân Bắc đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị này, những cái bông hài Vân Bắc với cái vân rất là tuyệt vời, rất à Vân Nam chứ cô chú anh chị. Đây là những cái chậu hài Vân Nam ạ. À, không thì lại cô chú anh chị nhiều cô chú anh chị ở đây sành lan lại mắng em chết. Này cô chú anh chị này, mỗi cái cây hài này cô chú anh chị thấy không, cứ đúng như kiểu đúng lan hài luôn á, cứ một bông một cần hoa như thế này nó có hai bông này cô chú anh chị này. Đấy thì cái cây này bông này nó đang bắt đầu nở thôi này, cái bông dưới này vẫn còn chưa nở nhá. Tức là ở đây là những cái chậu hài này có những cái chậu thì nó đã nở hoa như vậy rồi, và có tuy nhiên thì có cái nụ nhỏ bên dưới thì nó chưa có nở hoa đâu cô chú anh chị nhá. Nên là về cô chú anh chị thoải mái thưởng thức hoa đẹp của nó. Và một chậu như vậy, một chậu hài như vậy là đang có hai nụ, ít nhất là hai nụ hoa của chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 160 cho một chậu nhá chú anh chị nhá. Hài Vân Nam ạ, rất là đẹp. 160.000 cho một cái chậu hài Vân Nam. Chậu có hai cây đã thuần chậu, rất là ổn định và cây đang phát triển cũng như là đang nở hoa rất là đẹp như thế này, hoặc là đang nụ. Đấy, em bán với giá là 160 cho một chậu đây cô chú anh chị. Có những cây thì đang nụ như vậy, có những cây thì đã đang nở hoa như thế này rồi nha cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ. Một cây này đang nở hoa và cây dưới này đang nụ, nên là cô chú anh chị về yên tâm nhé, là mình vẫn chơi hoa bình thường. Cô chú anh chị vẫn chơi hoa bình thường đây. Rất là đẹp. Cái lan hài đẹp tuyệt vời luôn, Vân Nam đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Em xin được nhắc lại giá của dòng lan hài Vân Nam này, với giá là 160.000 cho một cái chậu lan hài Vân Nam rất là đẹp. Tiếp sang bên này đây là rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Và trước tiên thì em có trước là hai cái phần hài, đây cũng là dòng hài cô chú anh chị ạ, dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài ạ. Em bán mỗi một lô như vậy thì giá là 50.000, em có hai lô duy nhất nhé. Và sang bên này là một cái lô long nhãn rất là nhiều, với giá em bán là 80.000 với cô chú anh chị làm được một chậu rất là khủng luôn, hoặc là hai chậu, ba chậu tùy cô chú anh chị. Bên này đây sẽ là những cái cây hoàng nhạn tháng tư. Những cái cây hoàng nhạn tháng tư này thì có thể coi là những cái chị em song sinh với cả cái cây hoàng nhạn tháng 8 với cô chú anh chị, về sắc đẹp cũng như thân lá thì không khác gì, và cây bây giờ đang nụ hoa này. Em thấy là người ta bán ở trên live có thể bán mỗi một cây lên đến 50.000 luôn cái cây hoàng nhạn tháng 4 này cô chú anh chị. Thì ở đây em có cái lô hoàng nhạn tháng 4 này, em gọi là lô số 1 nhá. 12 cây luôn ạ, với giá chỉ có 130. Là mỗi một cây nhạn như vậy chỉ có rơi vào có bao nhiêu ạ? 10.000 cho một cây. Đó, chưa bằng 1/4 của người ta. Cái lô tiếp theo này, lô này có đến 13 cây nhá. Phần này gọi là phần số 2 có đến 13 cây luôn, và cũng đang có cây có nụ, nhiều cây có nụ luôn đấy ạ. Phần này em bán với giá là 150.000, và tiếp theo là một phần cây lớn hơn cô chú anh chị. Cái phần này thì có 11 cây. Đó, 11 cây, có những cây xếp rụt bản lá to rất là đẹp như vậy. Và cái lô này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho lô này nhá. Sang bên này thì em còn có một cái ít bạch nhạn. Đây, cây bạch nhạn này đang có nụ này. Ít bạch nhạn này em bán với giá là 30.000 cho cô chú anh chị sưu tầm này. Đấy. 5-6-7 cây gì đó làm một giò sinh. Mà sang bên này sẽ là những cái hình đai châu này. Đai châu thì em có bán hàng theo cân hoặc là bán theo hình này nhá. Cô chú anh chị nào muốn chọn kỹ thì chọn theo hình này cho em. Đó, em đã có ở đây là hình số 1, 4 cây châu, với giá chỉ có 200.000 cho hình châu này. Và tiếp theo hình số 2, hình này thì có
cũng là 4 cây đấy cô chú anh chị. 4 cây đẹp tuyệt vời luôn như thế này, với giá em bán cũng chỉ 200. Tiếp theo một cái cây trâu rất là bự chảng, cái bản lá của nó phải dài tầm 30 cm nhá. Và cái cây này và cô chú anh chị lên chậu chắc chắn như hoàng hậu luôn. Em bán cái cây này với giá chỉ có 140 ạ. Cây này thì đến mùa hoa Tết chắc chắn là đẹp vô cùng rồi. Tiếp theo sang bên này sẽ là hình số 4, cũng là 4 cây. Hình 4 này 4 cây. Bản lá to và rất là tuyệt như vậy. Và hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? Hình này em bán với giá 220.000 nhá. Và hình tiếp theo, hình số 5, hình này là 2 cây to bự. Mỗi một cây bản lá cũng tầm 30 cm đó cô chú anh chị. 25 30 cm hết á. Hai cây này rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Em bán hình này với giá 220, tức là mỗi một cây này chỉ có rơi vào 101. Cái trâu rất là to. Sang bên này đây sẽ là hình số 6. Hình 6 này cô chú anh chị này, hai cây này. Bản lá cực kỳ là to đẹp này. Cây nhiều cặp lá không cô chú anh chị. Đó, hai cây trâu rất là đẹp như vậy và hình này em bán 230. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 7, có 4 cây ạ. 4 cây trâu lớn nhỏ đây nhá. Và hình này em bán với giá là 180.000 thôi. Đó, quá là đẹp luôn. Một cái giò dáng hương đuôi cáo, hai ngọn xếp rụt cực kỳ là xinh ở đây. Em bán cái bảng này với giá là 120.000 đây. Cái giò cáo này nguyên bản ở rừng về và dân người ta đã để ở rừng, để ở vườn khá là lâu cô chú anh chị ạ. Và tiếp theo là cái hình này là hình số 8, còn bên này là hình số 9 này, cũng là một cái giò hai ngọn cáo đẹp xuất sắc luôn. Và cả hai ngọn này thì đều đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Hai ngọn này thì em thấy là đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi cả hai ngọn đấy. Và cái giò cáo này, cái hình cáo này em xin phép được bán với giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 190 cho hình này này cô chú anh chị này. Hai ngọn cáo rất là khỏe, rất là đẹp. Đó. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái hình số 10. Hình số 10 là một ngọn lá cực, một cái cây mà cái lá to cực kỳ là chất luôn, nhưng mà rất là tiếc là dân người ta để ở bên ngoài nắng thì nên là bị cháy nắng một chút xíu ở đây này cô chú anh chị này. Nó không có làm sao đâu cô chú anh chị nhá. Và cây đang nụ rất là đẹp luôn ạ. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 150 nhá. Cây đang nụ đen chùi chũi luôn. Đấy, cây thì bản lá rất cực kỳ là to cái cây này này. Ngắm cực mê luôn. Và sang bên này đây cũng là một giò cáo xếp rụt này, và hai cây này đang nụ này. Là cái giò số 11 ạ. Đẹp, cả hai cây đều đang nụ rất là đẹp nhá. Hình này em bán với giá là 200.000 ạ. Là cái hình số 11, 200.000. Và sang hình số 12 là một cái giò cáo, cũng là cây, những cây khỏe. Bốn ngọn cáo khỏe đang có những cây có nụ ở đây. Em sẽ không đếm cây nụ nữa. Và những cái giò này đảm bảo cô chú anh chị đều có nụ để cô chú anh chị thưởng thức hoa. Em bán cái giò này với giá 250 nhá. Hình số 13. Hình số 13 đây cô chú anh chị, nhìn cái giò cáo này cực đẹp như vậy này. Đó, quá là tuyệt vời như vậy. Cái hình này em bán là 230.000 cho giò cáo này, hình 23. Hình 24. Hình 24 đây cô chú anh chị, một giò cáo xếp rụt dịp rất là đẹp như thế này, cũng đang có những cây có nụ, 260. Và hình số 15. Hình số 15, hình này hình 14 cô chú anh chị ạ, bản lá rất là to cây cáo. Và hình số 15 này cũng đây này cô chú anh chị này. Cây đang nhú nụ lên này, cô chú anh chị thấy chưa? Những cái giò này thì sẽ đều có nụ này. Đây ạ, cái cây này cũng đang có nụ, cây bên kia cũng đang có nụ, em thấy là ba cây có nụ luôn rồi đấy ạ. Hình này em xin phép được bán với giá 250.000 cho giò này. 250.000 cho giò 15. Giò số 16, những cây cáo xếp rụt siêu đẹp luôn đây cô chú anh chị. Bản lá to bự luôn. Đó, cũng đang có cây có nụ đen chùi chũi luôn đây ạ. Cái giò này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 240.000. Và sang bên này đây sẽ là cái giò cáo hình số 17. Cái giò này thì ba ngọn xếp nhưng mà em chưa thấy có nhú nụ đâu nhá. Nên là em sẽ bán cái hình này. Hình này với giá chỉ có 200.000. Và tiếp theo sang bên này sẽ là hình số 18. Giò này em cũng chưa thấy có nhú nụ, 4 cây, em bán là 180.000. Và hình số 19, cái giò này cũng là 4 ngọn, cũng chưa thấy nhú nụ, em bán với giá cũng 180 cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những cái lô hải gấm. Lô hải gấm thì em thấy là hiện tại nhiều trên những cái trang, một số trang mạng người ta bán hải gấm 1 kg lên đến 250 luôn cô chú anh chị ạ. Mà mặt bông của nó rất là đẹp như thế này, rất là đáng sưu tầm luôn nhá. Thì ở đây em bán với giá thì cô chú anh chị gọi là gần như, nếu như cô chú anh chị mà thích thì gần như là được tặng được biếu luôn, tại vì nó rất là rẻ luôn thôi ạ. Và cái hình số ở đây là hình 20 này cô chú anh chị này, một cái lô hải gấm nụ chi chít về cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn, một lô rất là nhiều như vậy. Với giá em bán chỉ có 70.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình 21. Hình 21 này, lô hải gấm này cũng đang đầy nụ này cô chú anh chị.
Đó, lô nào cũng đầy nụ và những cái cây hài gấm này thì nó cũng rất là dễ thuần dễ chăm, rất là khỏe cây, nên là về cô chú anh chị sẽ đều được ngắm những cái bông hoa đẹp của nó. Hình này em bán với giá chỉ ở 60.000. Tiếp theo hình 22, một cái rề hài gấm nguyên một rề luôn đây. Hình này em bán cái rề này với giá 60.000. Và tiếp theo là hình 23, cái lô 23 này này cô chú anh chị nhìn thấy ạ, đều đang có rất là nhiều nụ như thế này, em bán với giá là 70.000 nhá. Và hình tiếp theo, hình 24 cũng đang có những cây có nụ, có những cây nó đã nở, đang nở hoa rồi đây cô chú anh chị này. Nếu như nó nở thêm cái bông này nữa, cô chú, đặc biệt là cô chú anh chị mà lên giò nhìn nó sẽ khác biệt luôn. Hai rề rất là đẹp, giá là 70.000. Và tiếp theo là hình số 25, nguyên một rề chi chít nụ tuyệt vời. Đấy, rề này em bán với giá là 60.000. Và tiếp theo là hình 26. 26 đây cô chú anh chị, có cây có nụ, có cây có hoa. Đó, một cái rề chi chít nụ hoa như vậy, hài gấm này. Dễ trồng, dễ chăm mà cực kỳ là siêng hoa cô chú anh chị nhá. Em bán với giá chỉ có 60.000 mà hoa của nó rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình 27, cái lô hài gấm 27 này. Em bán với giá cũng 60.000 ạ, rất là nhiều nụ luôn. Đó, lô nào cũng nhiều nụ cô chú anh chị nhá. Đây này, những cây này thì nụ nó nhỏ hơn này. Đấy. Tiếp theo là hình số 28 này, hai rề hài gấm này ạ. Đấy, hai một rề lớn với cả mấy cây cây rời này, hình này em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 50.000 thôi. 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Một lô quế duy nhất hình 29, 7 cây. 7 cây quế lan hương, quế dòng, quế xếp cô chú anh chị nhé. Em bán có những cây mẹ con luôn ạ. Em bán cái hình này với giá chỉ có 220.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng năm cánh trắng Phú Thọ. Hôm nay thì hàng bên em cũng có những cái cô chú anh chị đã nhận được những cây Phú Thọ bên em. Và với cái giá rất là rẻ như vậy thì cô chú anh chị hỏi rằng là có chuẩn cây giống hay không. Hàng này em đảm bảo cô chú anh chị là hàng 100% chuẩn cây giống của chú anh chị nhé. Đảm bảo chuẩn cây giống Phú Thọ bởi vì hàng này là hàng ươm kia. Và em bán cái chậu Phú Thọ này này, hình số 30. Em bán với giá chỉ có 200.000 thôi. Đó, 200.000 thôi. Mà cây Phú Thọ thì cô chú anh chị biết rồi, cái cây gọi là cây cơ sở của cái dòng lan va. Và những người chơi lan hoặc là không chơi lan, người ta cũng biết về cái vẻ đẹp rất là nổi tiếng của dòng năm cánh trắng Phú Thọ nhé. Hình số 31 em bán chỉ có 180. Hình 32 150.000 thôi cô chú anh chị, nhìn thấy cái mầm của nó siêu lực. Và hình số tiếp theo, hình 33 180.000. Và hình 34 hai mẹ hai mầm gốc với giá 290. Hình số 35 190.000, quá là đẹp luôn. Hình tiếp theo, hình số 36. 36 này là một cái cây HO. Hai cái cây HO đang có một mầm như vậy, hình này em bán với giá 200.000. Và hình số 37. Hình 37 cái cây HO này có một cái kia trên thân này rất là mập luôn. Em bán cái hình này thì mầm gốc của nó thì về cô chú anh chị có thể kích để lên thêm mầm gốc. Hình này em bán với giá là bao nhiêu? 180.000 cho cái cây HO này nhá. Sang bên này là em có một cái lô tam bảo sắc Tây Bắc. Đấy, cây này thì nó rất là đẹp như vậy. Đấy, nếu mà cô chú anh chị nào mà cầu kỳ á, muốn cây nhìn nó thích mắt ấy, cô chú anh chị lấy lô này này. Em bán cái lô này với giá là 180.000, còn không thì cô chú anh chị mua hàng cân bên kia nó chẳng làm sao hết cô chú anh chị nhá. Là hình số 38 và hình 39 là hai rề quế. Hai rề quế này mà cô chú anh chị về lên giò thì đến mùa hoa là sẽ thơm nước mũi luôn. Hai rễ quế này thì đều là hai cây quế mẹ con nhé cô chú anh chị nhé. Cây này có trước đây là gãy một cây nhưng mà hiện tại nó mọc cây cây con rồi. Đấy thì ở bên này cũng vậy. Đấy, những cây con lên rất là khỏe ở đây cô chú anh chị này. Đấy, hai rễ quế này về cô chú anh chị làm giò khủng luôn, em bán với giá chỉ có 300. Bên này đây sẽ là những cái khóm trần mộng xuân siêu đẹp đây cô chú anh chị này. Cô chú anh chị, những cái cây trần mộng xuân này ấy, thì hoa của nó siêu bền và đẹp luôn. Nở hoa thời điểm Tết, độ bền khoảng tầm 3 tháng cô chú anh chị ạ. Hoặc là không thì cô chú anh chị chơi lá này không này, những chưa đến mùa hoa cô chú anh chị thấy là mình trồng vào chậu ngắm lá không cũng đủ mê, đủ đẹp mê rồi đúng không ạ? Tạo ra một cái không gian rất là xanh tươi cho cái khoảng sân của mình rồi. Đấy, cái rề này thì rất là bự luôn như thế này cô chú anh chị nhá, cực kỳ là bự luôn. Đây là cái hình số 40, em bán với giá 290.000 cho cái rề này này, trần mộng xuân này này, rất là to. Đấy, cái gốc của nó đây cô chú anh chị này. Đấy, cái bộ rễ như vậy thì về cô chú anh chị sẽ rất là dễ trồng. Tiếp theo sẽ là hình số 41, em bán 290 nhá. Một cái rề rất là khủng, hình 42 này. Rề cực kỳ là đẹp, xinh tươi như thế này này, thân lá ngắn tuyệt vời. Em bán cái rề này với giá là bao nhiêu ạ? 210. Hình tiếp theo hình 43, cái rề này em bán là 240.000 đấy cô chú anh chị này. Hình số 44 này. 370 nhá, một rề siêu khổng lồ luôn. 370.000 cho một rề cực kỳ là khổng lồ. Và bên này đây thì kiều tím. Kiều tím em có bán hàng cân hoặc cô chú anh chị mua theo hình này cũng được này. Một cái lô kiều tím rất là đẹp ở đây ạ.
Đấy, rất là nhiều và đẹp như vậy. Và cái lô này em chỉ bán với giá có 220 thôi, là hình 2 nặng 4 năm. Hình 46 đây cô chú anh chị này, một cái lô kiều lùn quá đẹp đúng không ạ? Hình 46 này em bán là 250 nhá. Lô kiều quá đẹp với giá 250, con lùn lá xanh mướt. Và hình 47 này, hai dề kiều. Hai dề kiều thân lá to này em bán với giá là 200.000. Và hình tiếp theo, hình số 48 là một cái dề bằng nguyên bản luôn ạ. Cái dề này thì cô chú anh chị nhìn thân lá nó vẫn là có phần là ít ít lá như vậy thôi, nhưng mà khi mà cô chú anh chị về cái dề kiều này mà về đến mùa hoa chắc chắn em nghĩ rằng là không phải tầm thường ạ. Vẻ đẹp của nó chắc chắn là cũng sẽ rất là tuyệt vời luôn. Cái dề này em bán là 220.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là hình 49 này. Một cái phần 2, 3, 4 dề kiều xanh mướt đều tăm tắp như vậy, em bán với giá cũng 220 nhá. Là hình số 49. Hình tiếp theo hình 50 này. 50 này em bán cái lô kiều này chỉ có 200.000 này. 51 với giá là 180.000 thôi ạ. 180.000 thôi. Hiện tại đang có một cái bông rất là to. Đây đang bắt đầu tím tím rồi đây cô chú anh chị. Dề này 180. Hình tiếp theo hình 42 này, một cái dề này về được là một giò đẹp luôn. Đều rất là đều cây, hình này em bán với giá chỉ có 150. Và 43 chỉ có 140.000 này. Một dề rất là đẹp ạ. Và 44 này, cái lô kiều 44 này cũng xanh mướt luôn này. Đây. Cái lô kiều này em bán với giá 220 ạ. Sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng này cô chú anh chị này. Miến rong phe đén này ạ. 100.000 cho một túi 1 kg, sim khô 100.000 nhá. Và cái rễ mũ tần với giá 120. Cái này đây là măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg này. Với cả đây là cái gì nhỉ? Táo mèo khô 100.000 cho một túi này. Nấm ngọc cẩu 150 ạ. Và bên này đây sẽ là cái tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190 và hoàng tinh 200 nhá. Cái miến rong này thì cô chú anh chị nào mà đã được thưởng thức thì chắc chắn là sẽ rất là chắc chắn là sẽ có một cái cảm nhận là cực kỳ là thấy sợi miến nó rất là dai, rất là ngon cô chú anh chị ạ, mà 100% là sạch và không hóa chất cô chú anh chị nhé. Bên này sẽ là rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Em có vỏ thông với giá 20.000 trong 1 kg, có 1-2 vỏ thông vụn nhé. Rêu rừng rất là sạch và rất là khô đấy ạ. Em bán với giá là 50.000 trong 1 kg, 1 kg được siêu nhiều nhé. Dớn vụn 40.000 trong 1 kg, một cái giá thể chống lan tuyệt vời đấy ạ. Rất là nhiều những chế phẩm ở đây. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp. Dưỡng chất AB với giá 85.000 trong một lọ này. Duy đỏ 60.000 và duy xanh sẽ là 50.000 trong một lọ. Tonic là 10.000 trong một gói thôi. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 nhá. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá chỉ có 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá em bán là 35.000 cho một lọ này. Rồi là cái super thai hóc môn tăng trưởng này này, em bán với giá là 50.000 cho một lọ nhé. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. Siêu da dễ N3M, rất là nhiều cô chú anh chị đang tìm kiếm. Giá em bán là 30.000 cho một lọ siêu da dễ này. Và cái Rotin đặc trị cái thuốc sát khuẩn 150.000, cái dòng hàng nhập ngoại. Bên này sẽ là cái thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ nhé. Cắp tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ, 35.000 cho một lọ. Kin Kin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn, em bán với giá là 25.000 cho một gói nhé. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói, và một cái gói lớn như vậy là 1 kg em bán là 50.000 thôi. Một hộp này với giá em bán là 130 nhé. Chicho đề ma 1 kg, phân bón dạng tưới dọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như là kích dễ rất là tuyệt vời. Em bán cái này với giá là bao nhiêu ạ? 35.000 cho một cái hộp như vậy nhé, với 20 túi lọc bên trong. Và bên này đây sẽ là cái sản phẩm phân bón trường quế nguyên chất dòng cao cấp, giá 35.000 cho một túi này. Và bên này sẽ là cái dòng sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi nhá. Và sản phẩm này bán chỉ có 30.000. cô chú anh chị nếu như đã từng tìm hiểu cái sản phẩm phân trâu thì chắc chắn nó sẽ thấy là bất ngờ với cái giá mà em đang bán ở đây, bởi vì đa số tất cả những cái nơi người ta bán phân trâu chỉ qua xử lý và nén viên thì người ta không bán dưới 60.000 cô chú anh chị nhá. Nhưng sản phẩm bên em là cũng là phân trâu
đã qua xử lý rất là kỹ càng, mà không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Mà bên em chỉ bán có 35.000 thôi ạ, bởi vì em không mua qua trung gian nhé, cô chú chị nhé, mà mua trực tiếp luôn và cũng lấy cái giá gọi là công đóng hàng một chút xíu cũng như tiền băng dính thôi đó. Nên là đảm bảo cô chú chị sẽ có một cái sản phẩm phải nói là chất lượng hoàn hảo nhất, với giá thành thì không nơi nào có thể rẻ bằng ạ. Cô, hiện tại thì rất là nhiều nhà vườn người ta đã tin và sử dụng cái sản phẩm này cô chú anh chị nhé, xử lý cực kỳ là kỹ càng, thoải mái cô chú anh chị bón giá thể một cách thoải mái luôn, cũng như là trộn với giá thể ạ. Bên này em có dòng sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, và dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 ạ. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời nhá. Và cô chú anh chị biết rằng là những cánh hoa hồi người ta có thể cho vào cái món ăn để tạo hương vị, tạo độ ngọt, cũng như là nó rất là tốt với đối với sức khỏe, đúng không ạ? Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên